Rong xuất hiện dày đặc làm biến đổi môi trường nuôi, cạnh tranh môi trường sống của tôm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tôm. Diệt rong không đúng cách sẽ làm tốn nhiều chi phí nhưng hiệu quả lại không cao, đặc biệt khi sử dụng thuốc không đúng cách sẽ làm ảnh hưởng tới hệ tảo có lợi trong ao nuôi. Thấu hiểu được nỗi lo này, công ty Âu Mỹ AEC đã mang đến sản phẩm ZDRT với 4 ưu điểm vượt trội. Thứ nhất, diệt rong trong ao nuôi đang có tôm. Thứ hai, không gây thối nước ảnh hưởng đến tôm. Thứ ba, tiết kiệm chi phí nhất. Thứ tư, không tồn lưu trong ao nuôi. Gọi ngay 0855-678-679 hoặc 1900-272733 để được tư vấn trực tiếp từ đội ngũ các chuyên gia của Âu Mỹ AEC.